với những nét văn hóa độc đáo của mình. Mỗi dân tộc đều có trang phục truyền thống riêng, mỗi bộ trang phục đều mang những nét đẹp và ý nghĩa. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng hướng lên sân khấu để cùng chiêm ngưỡng các bộ trang phục đặc sắc của các dân tộc qua phần trình diễn của đoàn nghệ nhân diễn viên Cụm Đông. Đến với liên hoan lần này, đoàn Cụm Đông xin gửi tới quý vị mà
màn trình diễn trang phục của năm dân tộc anh em Tày, Sao, Kinh, Mông và dân tộc Cao Lan, đại diện cho các dân tộc đang sinh sống tại ba xã Bằng Phúc, Hương Viên, Đồng Thắng, nơi cội nguồn của dòng sông Cầu Yên Hà vượt quanh trải theo dòng lịch sử. Với những nét văn hóa độc đáo của mình, mỗi dân tộc đều có trang phục truyền thống riêng. Mỗi bộ trang phục đều mang những nét đẹp và ý nghĩa khác nhau, in dấu truyền thống văn hóa và phong tục, là hơi thở, là linh hồn của dân tộc đó. Đầu tiên, kính mời quý vị cùng đến với trang phục người dân tộc Tày. Mang trên mình bộ trang phục đơn giản, bình dị, tạo ra nét riêng biệt, mang lại cho người mặc vẻ đẹp thuần khiết. Trang phục cổ truyền của người dân tộc Tày được luyện trang đồng nhất, cả nam và nữ, hầu như không có hoa văn theo thùa hay trang trí. Trang phục của nam giới áo xẻ lách vải, đâm cúc vải hay cúc đồng, quần ống chân què, đúng rộng, cạp lá tọa, độ choãng vừa phải, dài tới mắt cá chân. Trang phục nữ giới được ghép từ năm mảnh lại với nhau, cổ áo được thiết kế cao, kín đáo, có hàng khuy cài kéo ngang qua nách, cúc bằng đồng, quần cũng được làm từ vải tràm, ống rộng dài chấm gót chân. Phụ nữ Tày mặc áo nam thân có thắt lưng bằng những tấm vải tràm hay đũi dài khoảng 2 sải tay, làm tăng thêm vẻ duyên dáng. Cặp đội đầu hình vuông, khuôn bắt chéo, đội hình mỏ quạ và thường đeo thêm đồ trang sức bằng bạc, vòng vòng cổ, vòng tay, hoa tai. Tiếp sau đây là trang phục của dân tộc Sao Đỏ, sinh sống chủ yếu tại xã Bằng Phúc. Đến nay, các giá trị văn hóa vật chất của đồng bào Sao vẫn thể hiện rõ nét trong cấu trúc làng bản, nhà ở và trang phục. Trang phục nữ giới dân tộc Sao Đỏ lộng lẫy, độc đáo bởi sự cấu trúc điểm tô của trang sức như vòng cổ, vòng tay, vòng chân, thẹt tai, nhẫn, giả tích, được làm từ nguyên liệu bạc, chạm khắc rất cầu kỳ, góp phần tạo nên vẻ đẹp xinh xắn và sức hấp dẫn của người phụ nữ. Với bộ trang phục nam giới, hoa văn chân áo tập trung chủ yếu ở phần ngực, cổ và lưng áo, để khi mặc áo dài trùm bên ngoài, những nơi đó không bị che lấp, các họa tiết hoa văn tinh tế sẽ được phô ra ngoài. Và đây là trang phục của người Sao Tiền. Đặc sắc nhất chính là nghệ thuật trang trí và kỹ thuật nhuộm tràm. Hai màu sắc chủ đạo là màu tràm và màu trắng. Thân áo dài của người phụ nữ Sao Tiền được hình thành từ hai cổ vải được gấp đôi lại. Hai thân trước để rời, có nẹp từ cổ áo xuống tới chỗ xẻ tà. Ở cổ áo, thân sau được đeo một số đồng bạc, thường là từ 6 đến 12 đồng. Trang sức chủ yếu là các đồng bạc trắng hay kim loại. Khăn đội đầu của người phụ nữ Sao Tiền có màu trắng, dài khoảng 1,2 đến 1,5 mét. Hai đầu khăn có hai mảng hoa văn hình vuông. Khi đội khăn, phụ nữ đường gối tóc ngược lên đỉnh đầu, hơi hướng về phía trước. Đang sở hữu trên sân khấu là trang phục của người dân tộc Kinh. Từ ngàn xưa cho đến nay, vẻ đẹp của chiếc áo dài vẫn mãi trường tồn, chẳng hề đổi thay. Áo dài truyền thống gồm áo dài xẻ thành hai tà trước và sau, quần dài chấm gót. Chất liệu chủ yếu là lụa hoặc vải trơn, vải sen. Màu sắc cũng như họa tiết đa dạng, có thể là cổ tròn hoặc cổ đứng. Bộ áo dài khéo léo may ôm sát cơ thể, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng mà đặc thắm của người phụ nữ Việt. Áo dài nam giới có hai mặt dài cài nút bên phải, thường được may vải gấm với giới thượng lưu, còn trung giới thường may bằng chất liệu sa hay mỏng. Áo dài đã trở thành trang phục chuẩn mực cho những dịp đặc biệt hoặc trang trọng, góp phần tôn lên vẻ đẹp, đồng thời thể hiện niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam. Chúng ta đang được chiêm ngưỡng bộ trang phục của dân tộc Hơ Mông, xã Bằng Phúc. Phụ nữ Mông thường mặc áo dài 4 phân, xẻ lụng không cài nút, gấu áo không kho hoặc cho vào trong lại. Váy là loại váy kín, nhiều nếp gấp, rộng, khi xòe ra có hình tròn. Váy được mang trên người với chiếc tất lưng vải được thêu trang trí ở gạn sữa. Khi mặc váy thường mang theo tạp dề. Phụ nữ thường để tóc dài quấn quanh đầu, đồ trang sức bao gồm khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, chân, nhẫn. Trang phục nam thường mặc áo cánh ngắn ngang hoặc dưới thắt lưng, thân hẹp, ống tay hơi rộng. Áo nam có hai loại, năm thân và bốn thân. Quần nam giới là loại trang què, ống rộng,
đầu tường chiếc căn và nhóm đội mũ xung quanh có đính những hình tròn bạc chạm khắc hoa văn, có khi mang vòng bạc cổ, có khi không mang. Và đây là trang phục của người dân tộc Cao Lan đang sinh sống tại thôn Bản Cáu, xã Đồng Thắng. Trang phục của người Cao Lan rất độc đáo. Áo của người phụ nữ mặc ngày thường là loại áo vải nhuộm trang thẫm, tay chẽn hơi rộng ngang, áo không cúc. Phần áo phía trước của người phụ nữ được xẻ thành hai tà, còn phần lưng áo có thêu các họa tiết lớn. Khăn là một vành vải dài trên 2 mét, rộng khoảng 40cm màu tràm. Khăn được quấn trên đầu theo một lối riêng, hai đầu thừa thắt bắt chéo ở sau gáy và hạ xuống chấm tai che búi tóc. Váy của người phụ nữ Cao Lan gọi là sồng bìm, là một tấm vải được khâu khép kín bằng 5 miếng vải. Các váy nhỏ hơn gấp nẹp bằng vải màu, thường là hoa văn xanh đỏ. Ở bắp chân, phụ nữ Cao Lan cuốn xà cạp bằng vải trắng với đôi quai dệt thổ cầm. Trên đây là màn trình diễn trang phục của 5 dân tộc anh em Tày, Sao, Kinh, Mông, Cao Lan, đại diện cho các dân tộc cụm đông của huyện Chợ Đồn. Cùng với sự phát triển của kinh tế, văn hóa, xã hội, người dân nơi đây luôn bảo tồn, phát huy và gìn giữ phong tục tập quán, những nét đặc sắc của từng dân tộc mình.